vâng xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái website về chỉnh sửa ảnh sử dụng công nghệ ai rất là hay đó là replicate để chúng ta có thể xử lý được những tấm hình scan cũ xưa của gia đình của bạn với chất lượng giống như là mới chụp bằng máy kỹ thuật số nào chúng ta sẽ bắt đầu giả sử như bây giờ mình có những cái tấm hình màu hoặc là những tấm hình màu nhưng mà nó đã bị hư bị nhè hoặc là những tấm hình chụp chất lượng nó không có được cao, ví dụ như tấm này nó bị nhè và đổ màu hay là những tấm mình trắng đen như thế này và mình muốn phục hồi lại những tấm hình này À, làm sao để cho nó có thể nó giống như mới và chất lượng nó tốt nhất có thể à, Thì nếu như các bạn biết về Photoshop thì có thể các bạn làm được Nhưng mà nếu các bạn không biết Photoshop thì ngày nay công nghệ AI có thể cho phép bạn làm việc này một cách dễ dàng Nào bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào cái website của chúng ta đó là replicate.com Và trong website này thì chúng ta sẽ vào step Get Started Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới này các bạn sẽ chọn Drop chọn một cái tấm hình giả sử như bây giờ mình muốn chọn một tấm hình gia đình đi ha ví dụ như đây là tấm hình gia đình của mình tấm này thì chất lượng nó cũng không tệ nhưng mà mình mình chụp lại mình scan lại bằng bằng cái cái điện thoại mình chụp lên nên chất lượng nó không có được cao bây giờ mình sẽ thử xử lý nha mình nhấn vô đây mình chọn thứ nhất là mình sẽ chọn cái version 1.4 để nó cho chất lượng tốt nhất thứ hai là scale bạn có thể chọn lên là cái độ zoom của nó là bao nhiêu ha rồi bây giờ mình sẽ chọn submit một cái và các bạn sẽ thêm thử chờ một vài giây và phần mềm nó sẽ xử lý cho chúng ta tất cả chi tiết đặc biệt là cái gương mặt của nhân vật nó rất là thật và rất là hiện đại ha so với tấm hình gốc chúng ta sẽ chờ và bây giờ là kết quả à, các bạn thấy chưa chất lượng tấm hình của chúng ta bây giờ mình thử nhấn tải xuống và mở lên để cho các bạn xem mình zoom lên thử ha à, mặc dầu đây chỉ là cái bản trial thôi nhưng mà các bạn thấy chất lượng này chất lượng như mới ha chất lượng như ảnh mới chụp các bạn so sánh này các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái tấm hình à, nhưng mà đây thì cái tấm hình gốc nó cũng còn rất là đẹp nên chúng ta thấy không có sự khác biệt bây giờ mình sẽ thử một cái tấm hình mà cái à, nó nó tệ hơn một tí ha rồi giả sử như bây giờ mình sẽ chọn một cái tấm hình mà nó bị nhè hơn đi ha À, ví dụ như tấm này à, tấm này thì nó bị quá vàng rất là nhiều ha bây giờ mình sẽ thử xử lý và nó coi thử ai nó sẽ xử lý như mình như thế nào rồi mình sẽ submit một cái và các bạn sẽ xem kết quả như thế nào ha Ok các bạn thấy dường như là tấm hình này vừa mới chụp luôn ha Bây giờ mình sẽ tải về nha Rồi các bạn sẽ thêm thử nha như là mới chụp luôn Đó, xử lý gương mặt rất là tốt ha ok rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái tấm hình khác có thể là nó xử lý hơi ảo một tí gương mặt của cái nhân vật có thể nó đẹp hơn ha bây giờ tấm hình này đi à, tấm hình này được chụp khá là lâu cũng ba mươi mấy năm rồi các bạn bây giờ mình sẽ thử nha ba mươi mấy năm rồi bây giờ mình sẽ thử submit và xem thử kết quả cái tấm hình đầu ra nó sẽ được hiển thị như thế nào mình nghĩ sẽ rất là tốt đây. Đó, các bạn thấy gương mặt của người nữ cũng như là em bé đã được xử lý cực kỳ tốt ha. Và đây chính là mình đây các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái tấm hình khác nữa. Một tấm hình nhân chân dung đi ha. Để chúng ta coi cái chân dung ngày xưa và chân dung bây giờ như thế nào. À, ví dụ như tấm hình này. Tấm hình này thì chất lượng hơi nhè một tí. Nhưng mà mình thấy cũng không tệ ha. Bây giờ mình sẽ thử à, Submit. và các bạn xem thử ha, à, tấm hình này với tấm hình bên trái thì các bạn thấy giống như là à, hai thời kỳ khác nhau ha, rất là đẹp. rồi các bạn có thể, các bạn chẳng cần làm gì cả chỉ cần up hình lên và tải hình về. rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái tấm hình chất lượng cũ xưa hơn ha, à, ví dụ như tấm hình chụp gia đình này đi, tấm này thì khá là nát rồi vì chai chùa hình em bé ở đây là đã bị biến mất hình gương mặt người phụ nữ ở đây còn người nam thì chỉ bị còn một một phần ba hai phần ba thôi bây giờ chúng ta sẽ thử nhấn submit và chúng ta sẽ chờ thêm AI sẽ xử lý được như thế nào phục hồi được cho chúng ta bao nhiêu phần trăm ha à, mình nghĩ là cụ bà sẽ được ok ha à, các bạn thấy hình ảnh của bà thậm chí là có màu luôn các bạn ha cái môi nó hơi đỏ đỏ luôn <laughs> cũng rất là ảo ha rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái tấm hình khác để chúng ta thấy sức mạnh của AI ha rồi bây giờ mình sẽ thử một cái tấm hình hai chị em đi đây là tấm hình hai chị em chúng ta thêm rất là cũ xưa ha cũng ba bốn chục năm rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ thử submit và các bạn sẽ thấy được kết quả như thế nào đây à. đây là kết quả à, rất là đẹp ha hình gương mặt của người em dường như phục hồi gần 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 hết chỉ có một cái vết chỗ này thì cái vết chỗ này thì do nó bị chói trắng quá nên chắc là ai ai nó không hiểu nhưng mà gương mặt phần lớn đã được xử lý ánh mắt đôi môi cái mí mắt cực kỳ tốt ha chúng ta sẽ thử zoom lên xem thử nha đó các bạn thấy nè cực kỳ sốt sắc sảo luôn ha y như mới đó rồi bây giờ mình sẽ thử một cái tấm hình mà mình được chụp cách đây là 37 năm xem thử nó sao ha đây là một cái tấm hình đã chụp cách đây 37 năm các bạn bây giờ mình sẽ thử submit submit nha đây là mình lúc 3 tháng tuổi thôi các bạn ok rồi các bạn sẽ thêm thử tấm hình này như thế nào à, coi nó Ủa, cực kỳ tốt ha nhưng mà do cái tấm ảnh này nó có một cái nếp nhăn và mình nghĩ cái nếp nhăn này thì chúng ta hoàn toàn có thể xóa được bằng Photoshop một cách dễ dàng à, Các cái vết ố này thì cũng có thể xóa được bằng Photoshop Bằng cách là chúng ta sẽ chọn những cái vùng màu này dãy màu này và chúng ta có thể xóa được dễ dàng Nhưng mà chất lượng hình ảnh Nó đã được xử lý lên rất là cao rồi ha Ok Rồi các bạn có thể trải nghiệm cái website Replicate.com để có thể xử lý Tất cả những tấm hình kỷ niệm của bạn Và gia đình của bạn mà nó không có đâu còn được chất lượng cao nữa và chúng ta sẽ lưu lại thành một album mới ha. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác nha.